11. Ông mày 21 rồi. Giáo gì đấy má thôi là Dũng lớp trưởng đây giỏi môn nào cao nhất đúng không, đã tổ chức ra cái chương trình ngày hôm nay để cho tất cả chúng ta tập trung một cách đông nhất vui nhất đúng không, thì cho anh Dũng một tràng pháo tay. Nhờ có lãnh đạo Dũng, mày đi lên kia mà tặng hoa cho cô đang hoa. Nên là ngày hôm nay chúng ta tập trung mà đông nhất có thể. Có những người ở ai lớp phó là Vĩnh. Đưa tao quay. Ờ Vĩnh lớp phó, Vĩnh ơi, anh Vĩnh ơi. Vĩnh. Gì ơi. Là cũng đóng góp để làm sao mà chúng ta có mặt ở đây đông nhất ngày hôm nay. Để cho bác Dũng với cả bác Vĩnh chạm vào tay. Ê. Ngày hôm nay có một thằng bị úp nhưng mà vẫn có mặt. Cô đúc nhá. Con nó đứng đây mà mày nói thế. Con đúc nhá. Ngày xưa nó cố tình đúc để cơ tình toàn. Đúc có chủ đích. Thứ hai là dành một tràng pháo tay cảm ơn đến tất cả chúng ta ở đây. Đúng không? Chúng ta tinh thần đoàn kết của A7 ngày xưa đúng không ạ? Chúng ta có mặt đầy đủ. Đánh nhau mình chạy bằng bông à? Thì cho chúng ta trở tay. Ta là Tết vừa rồi. Béo nhất lớp là thằng Bình Giang. Và đây là thằng to nhất lớp là thằng Dũng Tuyết. Lại thằng Dũng Tuyết luôn à? 6-7 năm. Tâm sự à? Tâm sự. 6-7 năm mà có học lớp là nguy hiểm. Đúng không ạ? Không biết về ví dụ đơn giản lên bây giờ mình mà đầu tiên là ông Dũng. Ông Dũng là lớp trưởng. Ông Vinh Béo. Nghe tạo hoàn ngoài. Ông Vinh Béo rồi, ông béo nhất lớp. Ông Vinh Béo. Cả ngon lắm. Phát biểu. Sao có gì mẹ bí thư ấy. Wow. Là phát huy vai trò của mình. Và ngoài ra. Đấy là nếu mà để mà làm các cái vấn đề họp lớp này một năm một lần hay năm một lần thì phụ thuộc vào ông cầm cái là ông lớp trưởng mới giải trí nhỉ, bí thư đúng không, bây giờ cái thằng ông xích làm sao mà làm được cái gì đúng không. Anh Dũng là được điểm 10 trong cái chương trình ngày hôm nay, cho anh Dũng chào vào tay. Anh Nghiêm phát huy vai trò của mình đúng không, bí thư. Nếu mà tính ra bí thư to hơn lớp trưởng đúng không? Điểm mấy? Ý là 9 cộng. Ý là mày có mặt trong 9 cộng đúng không? Đấy, thế còn anh là đi đúp ấy mà mày có mặt của mặt là coi đi thì anh em điểm 9,5. Đấy, thế là rất là mong muốn là trong cái trình tiếp theo họp lớp từ 30 từ 1 tháng 5 20 tháng 11 là anh em tập trung đầy đủ để một chữ cũng là thầy, nửa chú cũng là thầy, mình đến không rồi đá tao đi mì chung bắc giang đúng không, mình có những cái bông hoa dành cho những cái giáo viên đã em cô ơi, không có chuyện gì, không có lỗi
cô giáo thầy giáo đã giúp đỡ cho mình trong cái thời gian mà mình còn non trẻ đúng không ạ, thì dành bó hoa để dành tặng một chữ là thầy, nửa chữ thầy đẹp văn hóa của Việt Nam. Cái thứ hai đó là anh em thứ mấy rồi không biết, nhưng mà nó mà anh em mời cô lên nhanh đoàn kết gặp mặt nhau, ít nhất là đám cưới là của mỗi thằng đám cưới mình là không nên đi đầy đủ, mình rất là tiếc. Ô dê cả nhà cho chào vào tay. Mùng năm tháng hai âm mùng năm tháng âm là cưới thằng công an phường tôi, là thằng Tuấn hàng xóm, đồng thời nó là mình mất tí ra là mình đứng răng nó vẩu đấy. Thì mùng năm tháng hai thay mặt thằng Tuấn thì thằng nào cưới sớm nhất thời điểm này đúng không? Hãy lên phát biểu mời cô. Ok phát biểu xong là trường mà giới thiệu cô. Bây giờ là thay mặt cho lớp tập thể lớp 37 là em xin chương trình thì mời đến lớp trưởng là Trần Tấn Dũng, là người có công trong cái buổi ngày hôm nay. Mười một điểm luôn. Thần gió mời bạn Dũng lên có bó hoa dành tặng cho cô giáo Kiều Anh, là người giúp đỡ mình rất là nhiều trong thời gian vừa qua, thời gian học cấp 3 thì mơ. Cầm mic Thành đâu, đường mic ở giữa phát biểu. Đường mic cho cô phát biểu nha thằng kia. Đến phần tiếp theo nhanh. Cô phải cầm cái mic để cho nó. Cô ơi cá ngon lắm cô ạ. Cô ơi gì mic săn mồm. Này. Em nhá, em đào cưới em mỗi tội em mà đào chú rể thôi, không em phải đạo diễn chương trình cơ. Mày cô ạ. Cô cứ phát biểu đi. Không là mặt nhát chứ đi. Cảnh cô nghe thấy yêu. Hôm trước cô nói với em khác mà. Đúng rồi, cô nhớ mỗi em mà, mấy đứa kia cô nhớ đâu. Quên đi, cô nhớ là chúng đấy. Cô vào điểm với cô chấm bài rất là nhiều, nên tên cô nhớ chính xác luôn. Nhưng mà... dân của em nhìn 8 em nhớ được. Ông nghe, ông ơi, ông buồn cười, ông ơi. Má vẩn. Thôi, ông ơi, rồi. Phạt luôn. Nhà trẻ con đi. Nó đang học đồng phục đi học hàng ngày này, xong rồi cô đi hôm nào đến đi tham quan với chúng nó ấy.
Thế là tự dưng là chúng nó thay quần áo khác thôi. Cô đã nhìn thấy chúng nó lớn hẳn lên rồi, chúng khác hẳn luôn. Mà như là các em ra trường được 7-8 năm rồi. Vẫn thế. Ừ. Mà cô phải bảo cô hôm nay em dần dần là cả tuần nay cô đi rồi. Vừa nói chuyện với Dũng xong là hôm qua 1 rưỡi lên đấy. Anh ngoài em bằng chị đúng không ạ? Chúng nó đâu, chúng nó vẫn rất là đáng yêu. Thế nhưng mà chúng nó sống không được như các em ngày xưa đâu, hời hợt lắm. Chúng nó cứ nghĩ rằng là lên lớp là khen cô vài câu hay là nói chuyện gì đó thì là đấy là chúng nó thể hiện được cái tình cảm. Nhưng mà em thì hiểu là cô là già lắm rồi, nên là có thể nhìn ra được là đứa nào là thật lòng, đứa nào là đang là cố gắng lấy lòng của cô. Đấy, thế cho nên là thực sự là cô rất mong là được gặp cả lớp ấy. Bởi vì là những cái năm đầu tiên cô đi dạy rất là khó khăn. Nhưng mà thực sự là các em ấy, không phải là tất cả. Đấy, đứa không nhớ cô là ai. Xong rồi cô trách là tại sao cô nhớ thế em. Thế mà trách ngược lại, cô chẳng nhớ em này. Bây giờ đứa không nhớ tên cô thì phạt rượu. Đúng rồi, không nhớ tên cô phạt rượu. Nhưng mà nó không nói. Phạt cốc luôn. Nhưng mà cô không nhớ thì làm thế nào. Phạt cả cốc luôn. Em nói em thôi, cô không nhớ. Cô nhớ em, đây là ai không ạ? Tao mày là bây giờ tự uống. Thôi nhưng mà bây giờ cô phải đi nói hết tên cả lớp đúng không ạ? Thôi tố ông luôn này. Mà cô, sao cô mà nhớ hết được? Này, thực ra là các em không có được đến mấy cái tập thể như thế này đâu. Mà ra cuộc sống nhiều vấn đề lắm. Nên là cô mong là lớp em ta trời rồi nhưng mà vẫn phải liên lạc với nhau nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống nhiều hơn. Nói chung là nó chưa gây kính mà mình lạc lõng ấy, mình nghĩ đến một bạn nào đấy trong lớp mình. Trong cuộc sống này có rất nhiều lúc lạc lõng mà mình sẽ gặp, nhớ được một bạn nào đấy, gặp được một bạn nào đấy, nói chuyện với một bạn nào đấy, kể cả là những bạn mà mình không liên lạc. Tôi biểu dễ không? Có số điện thoại đấy lúc mình cần. Tôi chỉ nhờ mọi người quảng cáo thôi. Có người bên cạnh mình ấy. Đấy, cô chỉ mong một điều nhỏ nhỏ thế thôi. Cô rất thương bạn Dũng. Dũng ơi! Cái này nó như đã năm ra trường như thế rồi. Nhưng mà là một cái giọt sợi dây liên hệ giữa các em. Cô thấy là có thể tất cả các em không chơi với nhau nhưng đều chơi với nó. Không, nó là ẩu lắm. Không đúng, cái đấy không đúng. Đúng rồi. Có bóng là cưới nói. Lớp trưởng là nói mà đến bây giờ vẫn một mình một bóng. Ấy giời. Cô đi dạy á, em tưởng tượng đứa nào ra trường cũng phải nhắm xem. Cái thằng học giỏi chán hỏi. Hai lần rồi. Nó vẫn đầu em ạ. Hai lần rồi. Hai lần như nào? Cô xin lỗi. Cô bây giờ hết thì ai để bóng rồi thôi, Dũng này nó thành Dũng. Cô riêng chuyện Dũng này, cô mới chỉ mất 2 lần nhưng em mất 20 lần rồi mà nó vẫn lắc đầu. Mọi người cho cô kêu anh chẳng có tay lớn hơn nữa đây ạ. Nói thật là nhớ rất là nhiều người. Nói thật là rất nhớ ông ơi. Đợt Tết là nhắn tin cho Dũng. Bạn mới Dũng rồi. Tập trung. Dêm lầy gì bót. À, đợt Tết nhắn tin cho Dũng ở Vĩnh Trang. Tại sao nhắn tin cho Dũng? Bởi vì Dũng là thủ lĩnh của lớp. Vĩnh Trang là thủ lĩnh đội bóng của lớp. Tôi nhắn tin cho Dũng là nó rất là tôi quan hệ với nhiều lớp ở trong trường gia thiền bây giờ nó chỉ cần cái thêm cái chữ mày nghe tao không hiểu á, cái trẻ nói mà không nghe mày hiểu không? Tao không nghe mày. À, thứ nhất là này, ngày hôm nay trong các cô giáo thì ngày hôm nay là bạn Dũng, Dũng là mời thứ nhất là cô Nam là giáo viên chủ nhiệm, nó rất nhiều đúng không?
năm lớp 11 của cô Xuân Hương. 12 cô Xuân Hương. Đâu đi ra cô Xuân Hương lên. Phải nói lâu quá. Do chủ trạng cá nhân nên cô Xuân Hương và cô Nam hôm nay không lấy được. Yeah, mọi người hãy dành cho cô Xuân Hương và cô Nam một tràng tay thật lớn. Ê, vỗ tay đi. Vỗ tay đi. Vỗ tay. Đúng rồi. Về hai mẹ trẻ con về. Con nhỏ. À về mọi người. Hiếu cũng về à? Con nhỏ. Sao về? Con nhỏ cho con bú. Cho con bú à? Thì à. Anh mới bắt lẩu nữa. Không ơi, trốn nhanh không tôi cái mẹ hết pin rồi. Thì tôi phát biểu một câu này. Nói chung là hứa hẹn cho tương lai là xong. Là hứa hẹn tương lai là thằng Dũng phải hoàn thành trách nhiệm lớp trưởng trong thời gian tiếp theo. Tiếp tục kết nối anh em ít nhất là 1 cho đến 2 lần. Anh em phải gặp mặt nhau, biết nhau sống chết ra làm sao. Đúng không? Bác công an phường đồng ý không? Em lại đợi tay em này. Đấy. Đấy, thế là phát biểu đến đây là xin hết. Cả nhà cho một tràng pháo tay, xin chào, kết thúc nhanh lên. Dũng ơi, lưu nào Dũng ơi, ta lại quên lưu rồi. Ô, từ. Bỏ hút.